Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong Thủy Lộc Tài. Thay mặt 30 tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, may mắn, bình an. Trong chương trình xem tử vi cho tuổi Canh Thân sinh năm 1980, quý vị sẽ biết rõ hơn về vận trình tài lộc cũng như là công danh sự nghiệp của mình. Vận luận giải tử vi cho tuổi Canh Thân được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các chuyên gia hàng đầu trong nghiệp vụ phong thủy và tâm linh Việt sẽ giúp quý vị biết được thiên cơ, nắm bắt được những điều tốt, xấu và vận hạn của mình. Qua đó giúp quý vị biết được những sự kiện quan trọng về công danh sự nghiệp cũng như là tình duyên và gia đạo trong năm tới có những gì thay đổi. Từ đó sẽ chủ động hơn trong việc làm ăn cũng như thực hiện các mối quan hệ trong xã hội. Sau đây là phần luận giải về là số tử vi cho tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Những người sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 2 năm 1980 đến ngày 4 tháng 2 năm 1981 dương lịch thuộc tuổi Canh Thân, cầm tinh con khỉ. Sự kết hợp giữa thiên can canh và địa chi thân mang ý nghĩa thực quả chi hầu, khỉ ăn hoa quả. Nữ tuổi Canh Thân sinh năm 1980 mệnh mộc, cụ thể là thạch lựu mộc, gỗ cây lựu lá. Năm 2024 ứng với năm Giáp Thìn âm lịch, có ngũ hành nạp âm là hỏa. Theo học thuyết ngũ hành, mệnh mộc của tuổi tương sinh với mệnh hỏa của năm. Xét về thiên can, canh có mối quan hệ xung khắc với giáp. Địa chi thân tam hợp với thìn, như vậy là rất tốt. Những điều này cho thấy vận trình tử vi tuổi Thân 1980 nữ mạng trong năm 2024 có nhiều cơ hội may mắn đan xen với thử thách. Khi gặp khó khăn, hãy phấn đấu hết mình, coi đó là dịp để khẳng định tài năng và bản lĩnh. Lúc thành công cũng không nên vội đắc ý, kiêu ngạo. Tâm thế chủ động, bình thản sẽ là chìa khóa giúp nữ Canh Thân đối phó với mọi tình huống bất ngờ trong cuộc sống. Nhờ có kinh nghiệm sống dày dặn, mệnh chủ có thể gặt hái được thành quả như mong đợi. Sau đây là phần luận giải chi tiết tử vi tuổi Canh Thân 1980 nữ mạng trên các phương diện, sự nghiệp, tài chính, gia đạo và sức khỏe. Mời quý mệnh chủ cùng theo dõi. Về phương diện công việc, sự nghiệp. Con đường sự nghiệp của nữ Canh Thân năm 2024 vẫn ổn định, không có nhiều thay đổi lớn. Mệnh chủ sẽ giữ vững được vị trí trong nghề như hiện tại nếu chăm chỉ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Vốn là người ham học hỏi, dù ở độ tuổi trung niên nhưng nữ Canh Thân sẽ không ngừng tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thiết thực. Mệnh chủ nên dành thời gian và công sức để củng cố những thành tựu đang có, không nên vội vàng đưa ra quyết định mạo hiểm trong công việc. Về phương diện tài chính, tình hình tài chính của nữ Canh Thân có nhiều chuyển biến tích cực trong năm 2024. Nhờ có tài vận hanh thông, mệnh chủ sẽ tích lũy được thêm nhiều tài sản, của cải. Để đảm bảo tài chính vững chắc ở tuổi trung niên, nữ Canh Thân nên quản lý chi tiêu hợp lý, hạn chế phung phí tiền bạc vào những điều không thực sự cần thiết. Cố gắng dành dụng một khoản tiền tiết kiệm là việc nên làm để phòng ngừa những biến cố bất ngờ. Về phương diện tình duyên, gia đạo, cuộc sống hôn nhân của nữ Canh Thân vẫn yên ấm, an vui trong năm 2024. Thay vì quá mức tập trung vào công việc, hãy đặt gia đình lên vị trí ưu tiên để giữ lửa hạnh phúc cho mái ấm gia đình. Những chuyến đi du lịch hoặc đơn giản là bữa cơm ấm áp vào ngày cuối tuần sẽ giúp tình cảm của các thành viên trong nhà thêm gắn kết, hòa hợp. Khi có chuyện mâu thuẫn, nữ Canh Thân chỉ cần bình tĩnh nói chuyện để thêm thấu hiểu, yêu thương nhau hơn. Về phương diện sức khỏe, tình hình sức khỏe của nữ Canh Thân trong năm 2024 tương đối ổn định, không gặp phải vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, mệnh chủ vẫn cần theo dõi sức khỏe sát sao bằng cách thăm khám sức khỏe thường xuyên. Để ngăn ngừa những vấn đề sức khỏe tuổi trung niên, nữ Canh Thân nên thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh. Việc tập luyện thể thao hàng ngày sẽ giúp cơ thể luôn dẻo dai, khỏe khoắn, giữ cho vóc dáng thon gọn. Vật phẩm phong thủy cầu tài lộc, may mắn. Trong năm nay, quý mệnh chủ sẽ cần phải sử dụng vòng cổ Nhật Quang Pháp Bảo để bổ trợ thân mệnh cho mình. Nhật Quang Pháp Bảo là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất. Được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây là vật phẩm trang sức hộ thân, có tác dụng kích hoạt tài lộc, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, giúp gia chủ nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Bên trong quả cầu pha lê sẽ được chạm khắc toàn bộ chú Bát Nhã Tâm Kinh, bộ kinh có ý nghĩa lớn nói về trí tuệ và sự thông tuệ. Khi sử dụng ánh sáng chiếu vào trong quả cầu pha lê, sẽ hiện lên hình ảnh bộ Bát Nhã Tâm Kinh và hình tượng của Đức Phật. Nhật Quang Pháp Bảo giống như một tấm phù cầu bình an may mắn của Đức Phật, luôn luôn bảo vệ cho gia chủ sử dụng. Nữ mạng tuổi Canh Thân 1980 trong năm Giáp Thìn 2024 gặp sao nào chiếu mệnh. Năm 2024,
Nữ mạng tuổi Canh Thân 1980 được sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Thủy Diệu còn có tên gọi là Phúc Lộc Tinh, thuộc hành Thủy, hợp với mệnh mộc của tuổi Canh Thân. Người gặp được sao Thủy Diệu che chở nên tranh thủ thời vận, chăm chỉ làm việc để nắm bắt được những cơ hội thăng tiến công danh, ký kết được mối làm ăn tốt. Những người đi làm ăn xa cũng có thể tích lũy được nhiều tiền bạc, gặt hái thành công rực rỡ. Nữ mệnh gặp sao Thủy Diệu thì nên cẩn thận lời ăn tiếng nói để tránh thị phi. Nếu gặp chuyện mâu thuẫn với người khác thì nên thể hiện thái độ dĩ hòa vi quý để gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp, giữ năng lượng tích cực của bản thân. Vận hạn nữ mạng tuổi Canh Thân 1980 trong năm Giáp Thìn 2024. Vận niên của nữ mạng tuổi Canh Thân trong năm 2024 là hạn Toán Tận. Tuổi nào chịu ảnh hưởng của vận hạn này thì nên đề phòng hao tài tốn của. Nếu mệnh chủ đưa ra những quyết định tài chính thông minh, thận trọng thì sẽ tránh được những rắc rối do hạn Toán Tận gây ra. Trong công việc nên lựa chọn đối tác làm ăn đáng tin cậy, không nên vội vã đầu tư khi chưa tìm hiểu thị trường. Trong cuộc sống hàng ngày, nên hạn chế việc tùy tiện cho người khác vay tiền. Vận niên năm Giáp Thìn 2024. Năm 2024, nữ Canh Thân có vận niên là Xà Hãm Tỉnh, mang ý nghĩa là rắn bị rơi xuống giếng. Vận niên này nhắc nhở mệnh chủ phải giữ thái độ thận trọng trong mọi tình huống, càng vội vàng hấp tấp thì càng dễ làm hỏng việc. Lời khuyên dành cho nữ Canh Thân là hãy giữ vững tâm thế bình tĩnh, luôn chuẩn bị kế hoạch dự trù cho tương lai. Yêu thương và chăm lo cho gia đình nhiều hơn, vì đó là chỗ dựa tinh thần vững chắc giúp mệnh chủ vượt qua mọi chông gai của cuộc sống. Cách hóa giải sao hạn. Công đức sâu dày có thể khắc chế những tai ương của hạn Toán Tận và sao Thủy Diệu, giúp nữ Canh Thân gặp dữ hóa lành, biến nguy thành an. Do đó, nếu muốn tích lũy phúc đức cho bản thân và gia đình, mệnh chủ nên tu tâm dưỡng tính, đối xử với mọi người bằng tấm lòng nhân hậu, nhiệt tình giúp đỡ người gặp khó khăn mà không màng công lao. Đặc tính của sao Thủy Diệu có tốt có xấu, nên nữ Canh Thân có thể thực hiện cả hai lễ nghênh sao và cúng sao giải hạn vào đầu năm 2024. Dù tiến hành nghi lễ tại gia hay ở chùa, mệnh chủ cũng nên có thái độ thành kính, nghiêm trang. Không cần thiết phải sắm sửa lễ vật cầu kỳ xa hoa, chỉ cần thành tâm là được. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về là số tử vi của tuổi Canh Thân trong năm 2023 Quý Mão. Qua đó, quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chương trình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.